Do là ca mất bệnh gọi là hội chứng. Ủa Bi nữa nè. Bi. Bây giờ này nó qua với ai đây? Riêng mình. Coi em gặp cái ông tổ nè. Nghe tiếng ông ca đâu đây? Ông có đây không? Chết chưa đây đây. Bài ơi. Khoan. Dừng khoảng chừng là 5 giây. Hình như mọi người quên gì đó rồi. Quên đăng ký kênh cho ca. Mọi người đừng quên cho ca xin nhẹ một cái nút đăng ký dưới để khích lệ tinh thần ủng hộ ca tiếp tục làm clip cho mọi người coi nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi tiếp tục clip nè. Hey yo, what's up mấy bro. Hôm nay ca kiếm được hai căn nhà khá là xịn sò. Lâu rồi tao không review nhà đúng không? Lâu rồi không review nhà, hôm nay review lại. Nhưng mà bữa nay review đặc biệt hơn. Nói chung là bình thường tôi review hay có Mika. Nhưng bữa nay tôi xin phép tôi trốn. Tôi đi review nhà của hai các bạn nữ xinh xinh xinh. Nhưng mà do đi như vậy cho nên tôi phải đi, tôi phải rủ người khác đi, không rủ Mika đi được mọi người. Tiếc tôi luôn á. Nên tôi qua nhà trợ lý tôi lôi đậu đi cả. Biết nó đâu rồi không biết. Có nhà không biết. Này thấy tôi mặc đồ xịn không? Đồ này đồ ở trong VIP mới đó mọi người. Tôi giờ này tôi không review VIP. Nhà người lên đường nào quên rồi nha. Đây à. À đây à. Ê Green đang làm gì Green? Ủa anh ca hả? Đang làm gì đấy? Chơi bet, em đang huấn luyện bet anh ạ. Huấn luyện bet à? Mày con bet từ xin quen nướng là em đặt tên cho nó là cái tương lai của nó luôn đúng không? Đi review nhà với anh rồi đi. Review nhà hả? Ừ, đi. Kiếm được nhà mới rồi hả? Có, hai căn luôn. Từ xịn dừa tới xịn thiệt xịn. Của hai bạn nữ xinh lắm em. Đi. Phía nữa review xong cho em làm quen hai người đó nha. Dạ, chắc không? Tại em chịu nổi người ta thôi. Đi. Tàu bay khinh khí cầu em còn lái được trên ba mấy cái máy bay. Kinh đấy. Ok. Mọi người nghe người Linh nghe trợ lý tôi nói chưa? Tàu bay khinh khí cầu và tàu hạt nhân rồi các kiểu rồi đó. Ủa sao tôi chạy hồi tới nhà tôi luôn rồi. Đây, ca với người Linh mới vừa vô cái nhà của các bạn Chi. Bạn Chi này theo lời của Bi trước có kể cho tên ca thì bạn này là chủ của clan Kid, nhìn mặt cũng khá là trẻ, bà chủ trẻ của một clan. Rồi đến sau rồi đến hồi nãy em kêu em có bằng lái gì đó, em có muốn lái cái tàu lượn này. Cái bạn này là tàu lượn của em đó, tàu bay của em đó. Tàu bay à? Tàu vũ trụ à? Tàu vũ trụ hay tàu con thoi? Tàu bay, tàu vũ trụ hoặc là đầu đạn hạt nhân gì cũng được. Bạn Chi này á thì ca chưa có trực tiếp xin bạn Chi này review nhà của bạn đó. Cho nên nếu như mà bạn mà có thấy được cái clip của ca mà không muốn ca review nhà thì có thể để lại bình luận bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với ca để ca xóa clip nha. Tại vì ca có thông qua một bạn khác để xin review từ trước đó nhưng mà do bạn đó bây giờ ca cũng không liên lạc được á thì không biết là bạn đó có nói với bạn Chi chưa, cho nên chưa có trực tiếp xin bạn Chi được. Cái gì bạn chơi thông cảm nha, tại vì ca review mà chưa có trực tiếp xin phép á. Này ca đang để ở chế độ chặn là tại vì ca không có bấm vô fan club. Bấm vô fan club các bạn này fan club đầy rồi á, cho nên ca không có làm đưa vô fan club được mà cũng không kết bạn được. Thì giờ ca bỏ chặn. Này chặn để nhớ tên đó mọi người. Bước vô nhà của bạn đó. Nhưng mà bạn này xinh không rồi đi. Xinh mà. Trời ơi, em nói ngay từ đầu nhìn mới vô là tôi nhìn thấy cái avatar anh. Con lù lù lấy xinh rồi. Đây nhà bạn đó thì mới vô, đây là cái phòng khách. VTV3 thời sự luôn nè. Ừ, VTV3 thời sự nè. Giỡn hoài. Nhìn thực tế vậy. Bản tin thời sự là bản đồ của. Đây có châu Á luôn nè. Có Việt Nam nè, nhỏ này, có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nè. Ủa, Bi. Ủa, anh đang nhà vậy? Anh đang ở nhà. Rồi xong. Gì đây? Chết, em mét nha. Em mét đây. Từ chửi. Ủa đâu rồi? Mà chưa kịp giải thích nữa. Trời ơi, chưa kịp giải thích nữa đi mất tiêu rồi rồi anh ơi. Mẹ rồi, coi chừng. Không sao. Em cầm đủ ở đây là anh tiêu đời đó. Không sao. Em của anh biết. Nó không báo gì đâu. Không sao. Tiếp. Đây là cái dàn loa mọi người ạ. À. Quầy nhà bạn này. Ở đây có cái gậy bóng chày nè. À cái cần câu chứ. Chỗ này đứng được nè. Đó là cái kệ. Nhà này làm theo phong cách kiểu thực tế á. Đấy. Đẹp á mọi người. Đẹp. Đây có nhà bếp. Ủa mới vô là nhà bếp liền luôn nè. Nhưng mà nhà này khá là hẹp nha. Kiểu không phải là ca, do là ca mất bệnh gọi là hội chứng. Ủa Bi nữa nè. Bi. Bây giờ này nó qua với ai đây? Riêng mình. Coi em gặp cái ổ tổ nè. Nhưng dắt chị đâu đây? Thôi em trốn nha anh ca. Em trốn đây. Bye anh nha. Anh tự lo liệu đi. Nghe tiếng ông ca đâu đây? Ông có đây không? Chết chưa đây đây. Bye bye ơi. Mất là cổng lẹ. Nhanh. 3, 2. Em thương thích rồi. Em thương thích rồi, đi đâu rồi? Chỗ lóc nha. Đây. Anh đây. Đi đâu đây? Green nó núp xong ghế kìa. Anh đi review nhà với Green thôi. Review nhà gì mà phải lén lút vậy? Bên kia anh ngay. Anh đi đây chứ gì? Từ. Thằng này, lòi ra đây. Anh có làm gì đâu. Phạm á? Không, cái này anh ca anh rủ em nha. Em không biết vậy đó. Ok, anh ta rủ.
đi review nhà mà phải lẽ lúc từ thiệt như này á, chỉ có là có mờ ám gì mới gọi là lẽ lút mập mờ như này thôi. Còn đâu nói cho 30 giây review nhà biển, biển min đi, biển hồ đi. Ý là thì thấy bạn nhà của bạn này đẹp nên review nhà thôi mà. Ý bé qua đây đây có cái ghế massage không này, có bé. Ngồi đây cho bớt nóng. Không có bé gì hết. Bữa nay Ca có hai căn nhà để review cho mọi người coi lận, chứ không chỉ có một căn này đâu mọi người ạ. Căn này chỉ là demo cho mọi người thôi. Nhà này cũng xịn rồi, nhưng mà Ca còn một căn nhà của một bạn cũng xịn không kém nữa. Đấy, tổng quan qua nhà này thì nhà này theo phong cách y chang như ngoài đời thiệt. Đấy mọi người ạ. Mika dính vô ghế massage này luôn rồi. Ủa, ở đây có cái máy chiếu phim nè. Ấy, ở trên này tí nữa có cái nào có hình của tôi trên này không ta? Hình con ban nè. Hình con ban. Đây ca này. Đấy, có rồi mọi người ạ. À. Đây về bàn máy tính. Quầy thích cái kiểu để máy tính, để màn hình như này nó xéo. Ủa sao cái này cái vé chiếu phim có được đấy? Ủa có hả? Ừ, anh cũng biết nữa, anh cũng mới thấy á. Comment soon. Ấy, coi phim ở đây được luôn hả? Ủa. Tôi còn tắm nhìn. Không có hiện chữ comment soon đấy à? Không có phim. Ủa dạ. Nhiều khi tới giờ nó chiếu sao? Phải không? Ủa cái phim này vừa tính là vừa nằm đây vừa xem phim được luôn á. Cái này là cái đây. Đây. Cái đầu ca đây nè. Ê à. Đây có nhiều tranh quá nhờ, bạn này có nhiều tranh nghệ thuật quá nhờ. Cái này tường thôi. Tường nhưng mà nhìn chiêu chứ bộ. Uầy, nhà đẹp phết này các bạn, trang điểm nè. Cái này đi coi nhà đẹp quá, đúng là thật luôn. Y chang ngoài đời luôn. Còn một căn nữa. Đây mọi người, cái dắt mọi người qua nhà của bạn này nữa. Đây. Mọi người theo chân Ca đi. Căn này thì bạn này thì Ca có xin phép bạn này rồi. Wow. Chịu kiếm gái thế nhà. Nha, bạn này thì Ca có xin phép trước, cũng như là có xin phép trực tiếp. Hồi nãy có nói chuyện trực tiếp với bạn này rồi để xin phép đi review nhà của bạn này rồi. Tại Ca vô tình phát hiện nhà bạn này gì vậy? Sao bé? Biết tròn nha nha. Nhà này trắng tròn nha Bi nha. Ừ, nhà này trắng tròn ghê luôn đó chị. Nhà màu hồng nhà mà. Đẹp ghê. Trắng tròn ngọt. Này. Trắng tròn ngọt nước đồ. Bạn này thì đấy, uống được nghe cực luôn mà. Ca có xin phép trước cũng như nói chuyện trực tiếp với bạn này rồi. Một lần nữa thì cảm ơn bạn Ly Thùy nhiều nha. Cảm ơn bạn Ly Thùy đã cho Ca mượn nhà để review. Nhà bạn này thì nhà của bạn kia thì mang phong cách kiểu màu trong trẻo, còn nhà bạn này thì mang phong cách kiểu màu hồng hết luôn. Mới vô của nhà bạn kia thì là cái nhà bếp, thì bên này cũng vậy, mới vô cũng là nhà bếp, nhưng mà bạn này sẽ dành ít không gian hơn. Má. Cho cái nhà bếp. Ủa chị Ca ơi. Rồi. Rồi. Dạ. Gì vậy? Nghe chị. Ca. Trời ơi. Trời. Trời ơi. Đai ôm đi ngủ à. Ảo thật đi. Ôi. Ôi. Là cái mô hình hả? Ừ. Ôi. Kiến thức này đã được tiếp thu nha. Em về em làm. Cho cái giường của em. Ca đi ngắm gái kiếm ấy rồi. Quá nhờ. Bạn này thì có tới 2 triệu sao rồi mọi người ạ. Nhà bạn này cũng decor, cũng có cái tường mưa nè. Cũng có cái tường dạng mà giống như các bạn bữa nãy á. Là cũng có cái tường có mưa này nè. Đó, đây là cặp loa. Đây là cái bàn. Ủa cái này là cái thùng máy tính mà ta. Đưa ra chỗ cái loa, hai cái thùng máy tính. Cái loa, cái màn hình tivi bự. Cái này phải cái màn hình tivi không? Đúng rồi. Cái này là tivi. Chắc là màn hình tivi rồi. Nhưng mà đề con sao ta? Đề con sao mà nó ra màn hình tivi này ta? Tivi chị Mika, chị nằm đấy, chị nằm ngoài luôn hả? Ủa quên rồi. Không biết gì hết. Đây là cái tủ. Bà còn đang độc thân nè. Nói trong cái tủ này có cái gì ấy nhờ? Nhà bạn này đề co mang cái màu hồng luôn, nhìn cũng xịn quá nhờ. Chú Bi nằm coi tivi, ngồi coi tivi với trai à? Trai nào vậy? Trai nào mặc đồ ba vậy? Chị cô tia. Bi kỳ vậy em? Chỗ người ta hai người thì em vô đi nằm. Anh ca, dành chỗ cho em đi. Ôm chị Mika ra ngoài đi, đưa cho nó xem. Quầy cái nhà tắm trong này đẹp lắm mọi người ạ. Đấy thấy chưa? Hồi nãy dắt Mika đi, giả bộ chú Mika thôi. Tới cuối cùng giờ vô đây thử coi ai mới là người đang gọi là mắc lỗi đây. Vạ vận. Kiểu tôi thì tôi không phải là người chuyên đề co nhà, cho nên mấy cái vấn đề đề co như thế nào thì tôi không biết, nên mọi người có thể để lại bình luận bên dưới. Còn cái tủ quần áo này hả? À bạn này mua quần áo của bấm vô đây nè mọi người, bấm vô đây một cái là hiện ra kỳ cục store đó. Mọi người thích nhà nào hơn, nhà số 1 hay là nhà số 2 hơn? Đó, nhà số 1 là nhà mới nãy. Còn nhà số 2 là nhà này. Mọi người thích nhà nào thì để lại bình luận bên dưới nha. Để coi mọi người thích nhà của bạn nào hơn. Như Ca thì bản thân Mika thì Mika thích nhà số 2 subscribe. Nhà số 1 thì bấm like, còn nhà số 2 thì bấm subscribe. À
đâu. Kiểu phong cách nhà này tại vì có màu hồng á cho nên nhìn cũng chiêu chiêu hơn, nhìn mọi thứ nó rộng rãi hơn. Đó, nó thẳng nó hồng đó. Còn hồng. Nhà kia thì nó có phần hơi hẹp, mà ca thì ca sợ không gian chật hẹp cho nên ca thấy căn nhà kia hơi hẹp thôi. Tại nhà kia làm một cái vách ngăn á, nhưng mà nếu mà ngoài thực tế thì nhà kia ở chiêu lắm luôn á. Nhà này thì nó rộng rãi. Nhà kia em thích nhà đó hơn. Nếu ngoài thực tế thì nhà kia ở đẹp lắm, ở đảm luôn á. Tượng nhà này hẹp nhìn ngộp thở. Và để mang canh trên giường rồi biết còn độc thân rồi đó. Hai chị để độc thân hết hay sao ấy? Chị đầu tiên cũng độc thân mà. Đầu tiên muốn là tàu bay rồi đó. Các bạn Chi á, nếu mà coi được clip này, các bạn hồi nãy cái nhà đầu tiên á, bạn đó có muốn tuyển phi công riêng không? Ca giới thiệu cho trợ lý của tôi sẵn sàng làm phi công riêng. Cao to đen hôi. Không, cao to thì không biết không, nhưng mà đen hôi thì có rồi đó, nhìn là biết rồi. Nói chung là về review nhà, về chuyên môn thì ca cũng không biết nói sao đâu. Chẳng qua là ca vô ca thì ca thấy nhìn tổng quan qua nhà nào xinh xịn đẹp thì ca thích review vậy thôi. Chứ còn ca không có chuyên môn về review nhà, ca cũng không biết decor, không biết cái gì hết. Nên có gì những cái từ ngữ chuyên môn về decor ca có nói sai thì mọi người thông cảm cho ca nha. Clip hôm nay ca làm tới đây thôi. Chúc mọi người có những giây phút coi clip vui vẻ. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào clip lần sau. Mà nhớ đừng quên đăng ký kênh của tôi. Đừng quên đăng ký kênh của tôi nhé. Bye bye mọi người. Giờ tôi đi ăn đòn đây. Bye bye mọi người. Không chào mọi người hả? Đâu rồi? Rồi đến đâu rồi? Bye bye mọi người. Đây, bye bye mọi người. Nhưng mà còn dán mắt vô cái tivi. Bây giờ xuống đây đi. Các bạn nha em nha. Đây. Tao đen thôi, có hết á. Các bạn số 1 có gì để lại bình luận bên dưới các bạn với Green nha. Cho Green nó có cơ hội nó được làm phi công. Bye bye mọi người. Bye bye, ăn kết bạn chưa? Bye bye. Ừ, ra kết bạn rồi. Bye bye mọi người.